À, vâng, xin kính chào tất cả quý anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay thì em lại Thủy tiếp tục giới thiệu một số dòng xe đang được chào bán bên Topcar 399 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. À, vâng, thì đầu tiên em muốn giới thiệu đó là một chiếc Lexus RX 350 sản xuất 2014, đăng ký 2015. Vâng, chạy hơn 5 vạn, nội thất màu kem, xe rất là đẹp. Và giá thì hiện tại em đang chào bán khoảng hơn 1.9 tỷ. Thì quý anh chị nào đang quan tâm hoặc là có nhu cầu thì hãy inbox hoặc là alo số điện thoại em để dưới màn hình, thì em sẽ cho anh chị một mức giá cực kỳ hấp dẫn để có thể sở hữu được chiếc Lexus RX 350 này của em. Và chiếc tiếp theo em giới thiệu đó là chiếc Toyota Camry bản 2.0e sản xuất 2017, đăng ký 2018. Và hiện tại chiếc xe này của em đang chạy hơn 4 vạn và nội thất rất là mới và đã lên mặt ga lăng Lexus. Thì hiện tại giá thì em đang chào bán cái sản phẩm này là trên 800 triệu một chút. Thì quý anh chị là cũng đang quan tâm cái sản phẩm này thì hãy và mạnh dạn chủ động liên hệ ngay với em nhé. Dạ vâng. Chiếc tiếp theo đó là một chiếc Ford Everest bản Titanium 1 cầu. Vâng, chạy chuẩn hơn 5 vạn, sản xuất 2018. Và hiện tại giá bên em đang chào bán sản phẩm này là hơn 1 tỷ lẻ. Chính xác là 1 tỷ 0 trăm, đâu đó khoảng 1 tỷ 090 triệu. Vâng, và giá thì em cũng sẽ còn bớt cho bác nào qua xem xe trực tiếp hoặc là alo trực tiếp cho em. Dạ vâng. Xe rất là đẹp, rất là mới và cam kết máy móc nguyên, không chảy dầu. Dạ vâng. Vào sâu thì bên trong này thì là một chiếc Innova sản xuất 2018 bản 2.0e số sàn. Vâng, thì giá thì em đang chào bán đâu đó khoảng 600 triệu đồng. Vâng. Thì anh chị nào đang quan tâm thì anh chị nhấc máy gọi điện ngay cho em. Chiếc tiếp theo em muốn giới thiệu đó là một chiếc Ford Everest bản Titanium 1 cầu sản xuất 2019 và chạy chuẩn hơn 5 vạn. Vâng, xe thì hiện tại thì em đang chào bán là hơn 1 tỷ mốt một xíu. Thì quý anh chị cũng đang quan tâm thì hãy chủ động inbox hoặc liên hệ trực tiếp cho em nhé. Vâng, xe rất là đẹp và cam kết không chảy dầu. Chiếc tiếp theo em muốn giới thiệu đó là chiếc Ford Eco sản xuất 2018 và biển Hà Nội. Và giá hiện tại em đang chào bán đâu đó khoảng hơn 500 triệu đồng. Thì xe rất là đẹp. Vâng. Thì quý anh chị nào đang quan tâm cái sản phẩm EcoSport bản Titanium này thì hãy nhấc máy vào điện ngay cho em. Vâng, đây là một chiếc Focus em vừa mới về, bản S sản xuất 2015. Vâng, xe em vừa lấy về nên là nó hơi bụi một chút. Thì giá em hiện tại em đang chào bán là hơn 400 triệu đồng. Thì quý anh chị nào đang quan tâm ấy thì hãy nhấc máy vào điện ngay cho em nhé. Vâng, phía bên trong đây là một chiếc Kia Sedona. Chiếc Sedona này của em là sản xuất 2018, model 2019. Vâng, thì hiện tại cái chiếc xe này của em là biển tỉnh và chạy chuẩn hơn 4 vạn. Và giá thì em đang chào bán đâu đó khoảng hơn 1 tỷ lẻ tí. Thì quý anh chị đã quan tâm, hãy nhấc máy vào điện ngay cho em. Vâng, Sedona cực kỳ mới. Và hiện tại nhà em thì đang có hai chiếc Kia Sedona. Vâng, bây giờ là một chiếc, tiếp theo đây là một chiếc nữa, cũng là biển tỉnh, cũng là sản xuất 2018. Thì hiện tại giá hai chiếc xe này như nhau và chạy đều hơn 4 vạn. Vâng, thì ở những video sắp tới thì em sẽ quay riêng từng chiếc Sedona một, thì quý anh chị để có thể thấy được cái vẻ đẹp của chiếc Sedona. Và cái tiếp theo mà em muốn giới thiệu đó là chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất 2020. Vâng, biển tỉnh, màu đỏ mận và chạy thì cực kỳ lướt. Và giá em đang chào bán trên 1 tỷ 2 một xíu. Thì quý anh chị nào đang quan tâm hãy nhấc máy và điện ngay cho em. Vâng, dầu cao cấp rất là mới, biển tỉnh. Chiếc phía bên trong đây là một chiếc Mazda 2 phiên bản Sport sản xuất 2016. Vâng, chạy có hơn 3 vạn và giá thì em đang chào bán đâu đó khoảng hơn 400 triệu đồng. Thì quý anh chị đang quan tâm thì hãy nhấc máy và điện ngay trực tiếp cho em. Vâng, phía đây là một chiếc XL7, Suzuki XL7 sản xuất 2020, xe mới 100%. Vâng, thì hiện tại chiếc xe này của em đang chào bán là hơn 500 triệu đồng. Và chiếc xe này của em thì không có gì để bằng cái thôi, mới nguyên như trong hãng và màu xanh rêu, rất là đẹp. Thì toàn bộ xe ở salon Topcar 399 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân này, Thanh Xuân Hà Nội bán ra sẽ có cam kết bằng văn bản là xe toàn bộ nguyên bản, không đâm va, không ngập nước, keo chỉ zin theo xe. Dạ vâng, bên em thì liên kết với rất là nhiều ngân hàng. Thì quý anh chị đang có nhu cầu muốn mua xe trả góp thì hãy liên hệ trực tiếp cho em.
với số hotline 0961 157 636, thì để em sẽ tư vấn cụ thể và chi tiết hơn để anh chị có thể sở hữu được chiếc xe đẹp. Và sau đây thì em sẽ kết thúc video ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn quý anh chị và các bạn ở những video sắp tới.